Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay là ngày 26 tháng 7 năm 2016, vào buổi chiều. Thời tiết thì cũng hơi ở Hà Nội lúc này thì cũng khá là nắng. Và ở ngoài ngoài đường ngoài kia thì mình cũng nghe thấy rất là nhiều những cái tiếng xe cộ rồi tiếng những người đi lại trên đường. Thì mọi người thì cũng cứ làm việc của mọi người cũng vẫn sống, còn chúng ta thì cũng vẫn sống, và mọi người thì làm các công việc của họ, còn chúng ta thì cũng làm các công việc của chúng ta. Cái công việc của chúng ta thích thì đó là phần tìm hiểu và nghiên cứu về cái phần lập trình web. Thì trong cái bài lập trình web ngày hôm nay thì mình cũng giới thiệu với các bạn, đó là cái phần connect, là cái phần kết nối đến cơ sở dữ liệu. Thì trong cái phần kết nối đến cơ sở dữ liệu này thì cái mục đích của nó là mình kết nối đến cơ sở dữ liệu bằng file PHP. Thì ở các cái video clip lần trước thì các bạn đã được hướng dẫn là toàn bộ các cái thao tác về truy vấn, rồi lọc mẫu tin, rồi thêm mới mẫu tin, thêm mới một cái cơ sở dữ liệu, thêm mới một cái bảng. Thì toàn bộ những cái thao tác đó mình đều thực hiện trên cái cơ sở dữ liệu MySQL. Nhưng mà sau này khi mà tiến hành vào lập trình một website thì chúng ta cần phải tương tác đến cái cơ sở dữ liệu, cần lấy các cái giá trị, các cái mẫu tin, rồi các cái bài viết trong cơ sở dữ liệu để mình xuất ra, truyền ra cái file PHP. Thì để mà làm được những cái hoạt động đó thì chúng ta phải thực hiện, đó là các cái thao tác đầu tiên, đấy là kết nối đến cơ sở dữ liệu. Ví dụ như là đơn giản, ví dụ như là mình muốn lấy tiền ở trong cái ngân hàng. Đấy, lấy tiền ở trong ngân hàng thì chúng ta bây giờ mình lấy tiền ở trong ngân hàng là lấy tiền qua con đường là rút tiền trực tiếp đi, thì chúng ta phải thực hiện các thao tác là đến ngân hàng, đúng không ạ? Các bạn phải đến cái chi nhánh ngân hàng nào đó, sau đó là các bạn xuất trình chứng minh thư này, sau đó xuất trình tài khoản này. Đấy, sau đó là các bạn làm cái thủ tục để mà rút tiền. Thì đó chính là những cái nhiệm vụ, những cái thao tác để mình rút tiền ở trong ngân hàng ra. Thì đấy là toàn bộ những cái nội dung kết nối đến cơ sở dữ liệu. Thì nó gần gần giống như là cái việc mà chúng ta thực hiện các cái thao tác, các quy trình để rút tiền đấy, từ trong cái kho chứa tiền của chúng ta ra, đó là ngân hàng. Thì cái đầu tiên, thì cái kết nối đến cơ sở dữ liệu thì cái đầu tiên nó có 3 phần. Đấy, phần 1 là kết nối đến cơ sở dữ liệu. Thì kết nối đến cơ sở dữ liệu thì nó gồm có là đầu tiên là mình phải thực hiện bằng cái cú pháp, đó là cú pháp biến ConnectDB bằng cái hàm là MySQL Connect, sau đó là hostname, sau đó là username và sau đó là password. Thì hostname ở đây chính là cái địa chỉ server. Địa chỉ server ở đây thì cái giá trị mà các bạn biết đấy chính là localhost. Đấy. Rồi cái tiếp theo là cái username. Đấy. Là cái tên người mà truy cập database. Thì cái giá trị mà mặc định ở đây nó là root. Rồi cái password ở đây thì nó được cho là rỗng. Ví dụ như các bạn mà đến cái ngân hàng, đúng không ạ? Thì đầu tiên là các bạn cần biết được cái địa chỉ cái ngân hàng đó ở đâu, đúng không ạ? Địa chỉ ngân hàng đó ở đâu. Sau đó là tên cái người mà chúng ta, tên cái bản thân chúng ta mà chúng ta muốn đến đấy để làm thủ tục rút tiền. Sau đó là cái mật khẩu mà chúng ta, mật khẩu hay là cái tài khoản của chúng ta để chúng ta thực hiện việc rút tiền, đúng không ạ?
Đấy, sau đó chúng ta sẽ thực hiện cái thao tác là có địa chỉ ngân có cái nơi ngân hàng mà chúng ta muốn rút này, có tên tên người muốn rút này, rồi có tài khoản này. Sau đó chúng ta sẽ thực hiện các thao tác là làm thủ tục rút tiền ở ngân hàng là rút bao nhiêu tiền. Đấy. Đấy. Thì cái quy trình như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ thực hiện những cái thao tác này ở trên trên file PHP. Thì đây là mình đã soạn sẵn một cái file PHP ở đây rồi. File PHP của mình là kết nối máy tính bảng. Đấy, kết nối máy tính bảng. Thì để kiểm tra xem cái file PHP này của mình nó hoạt động tốt thì mình sẽ echo ra một cái câu là no. Hello everybody, kiểm tra xem là cái file này của mình nó hoạt động tốt hay không. Mình kiểm tra. Đấy, thì file này của mình là hoạt động tốt đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ tiến hành là kết nối đến cái cơ sở dữ liệu. Cái cơ sở dữ liệu mà mình chọn để kết nối ở đây chính là cái cơ sở dữ liệu, nó là máy tính bảng Hà Nội. Thì bây giờ như theo cái trình tự ở trên này thì mình sẽ khai báo một cái biến, đó là biến DBHost bằng localhost. Đấy là cái địa chỉ mà chúng ta sẽ liên kết đến, biến là DBHost. Đấy, DBHost bằng localhost. Sau đó là DB user bằng root. DB path. Cái DB path bằng rộng. Thì cái tên biến này thì mình đặt như thế này thôi. Các bạn có thể đặt tên biến khác đều được. Đấy. Tên biến khác đều được. Sau đó là cái hàm. Đấy. Cái hàm hàm kết nối, hàm kết nối ở đây của chúng ta là hàm MySQL Connect. Đấy. Và nó sẽ truyền vào cho chúng ta là ba cái giá trị. Đó là giá trị là localhost này. Giá trị localhost đây thì mình tương đương với bằng cái biến localhost, à biến dbhost. Giá trị user thì bằng là root. Còn giá trị path là cái biến dbpath. Đấy, thì cái hàm MySQL Connect này thì nó được gắn cho bằng một cái biến là biến connect db. Đấy. Thì cái hàm này nó làm nhiệm vụ là tương tác đến kết nối đến cái cơ sở dữ liệu. Đấy. Thì mình sẽ thực hiện cái hàm này thì nó có các cái giá trị là localhost này, root này và tài khoản và mật khẩu này. Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ thực hiện là cảnh báo một cái biến là connect. Connect DP MySQL Connect. Sau đó mình truyền vào các cái biến. Đầu tiên là biến DBHost. DBHost 7. Giữa các cái biến này thì nó ngăn cách nhau bằng dấu phẩy.
Đó thì mình đã thực hiện là xong được cái thao tác là kết nối đến cơ sở dữ liệu. Mình kết nối đến cơ sở dữ liệu rồi, nhưng mà bây giờ mình chưa chọn được cái cơ sở dữ liệu. Nó có rất nhiều cơ sở dữ liệu thì mình phải chọn được cái cơ sở dữ liệu thì nó mới biết đưa đến để mình kết nối. Chính vì vậy mình phải chọn được cái cơ sở dữ liệu, thì chọn cơ sở dữ liệu ở đây là cái phần hai của nó. Phần hai của nó thì lựa chọn cơ sở dữ liệu, chúng ta lựa chọn bằng một cái hàm, đó là hàm MySQL Select DP. Đấy thì cái hàm này thì nó được gắn cho bằng một cái biến là biến Select DB. Đấy thì ở trong đó là tên cơ sở dữ liệu này. Tên cơ sở dữ liệu thì được đặt trong cái dấu nháy kép, và cái biến đó là cái biến biến kết nối, biến kết nối ở bên trên đấy là MySQL Connect. Đấy cái biến là biến Connect DB. Đấy bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cái thao tác này như sau. Chúng ta sẽ gắn một cái biến là biến đây, biến của chúng ta là select db. MySQL. MySQL select db. MySQL select db. Đó tên tên database. Database mình muốn kết nối ở đây là máy tính bảng Hà Nội, thì các bạn chú ý ở đây là phải viết đúng cái tên database. Nếu viết sai là nó sẽ báo lỗi. Đó. Sau đó là cái biến mà chúng ta truyền vào, cái biến là connect db. Giữa cái tên cơ sở dữ liệu và cái biến connect db được ngăn cách nhau bằng dấu phẩy. Biến biến connect db. Vậy là chúng ta đã thực hiện thao tác xong cái thao tác đó là kết nối đến cơ sở dữ liệu máy tính bảng Hà Nội trên cái file PHP này. Thì sau này là tất cả những cái code khác của PHP thì nó được trình bày ở dưới, ở bên dưới này, và chúng ta sẽ thực hiện các cái thao tác chỉnh sửa rồi xây dựng các cái chức năng khác, lấy cái dữ liệu ở trong bảng thông qua những cái hoạt động ở phần bên trên này. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra thử xem. Đây mình kiểm tra. Đấy, nó không báo gì đúng không ạ? Enter nó không báo gì. Nó không báo gì có nghĩa là cái việc kết nối đến cơ sở dữ liệu của chúng ta đã thành công. Đấy. Còn nếu mà chúng ta để chúng ta muốn kiểm tra xem là nó kết nối thành công hay không thành công, chúng ta có thể thêm vào đây một cái như sau nữa. Ví dụ như là ODAI. ODAI đây, kết nối thất bại. Cái dòng này là để chúng ta kiểm tra xem là cái việc kết nối cái file PHP này đến cơ sở dữ liệu nó được hay không. Đấy mình enter lại là được. Đấy vẫn được đúng không ạ? Vẫn được. Nếu mà chúng ta ví dụ trong trường hợp mình cho cái một cái nó sai đi chẳng, mình cho một cái nó sai đi chẳng, ví dụ mình cho cái root này mình bỏ chữ T đi, mình bỏ chữ T đi thì chắc chắn nó sẽ báo sai. Nghĩa là ở đây là cái tên user của chúng ta kết nối đến cơ sở dữ liệu của chúng ta đã sai. Nên chúng ta khi chúng ta đi vào 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 ngân hàng mà rút tiền, chúng ta có cái số tài khoản rồi, nhưng mà cái tên tài khoản chúng ta đọc sai tên thì chắc chắn là sẽ không được. Đây mình kiểm tra luôn. Đấy, kết nối thất bại đúng không ạ? Cái này của mình thì chưa có cái UTF8 nên là nó báo ra như vậy. Đấy, kết nối thất bại.
Đấy thì chúng ta phải cho vào đây cái root nữa thì nó sẽ là như nhau. Đấy, chúng ta kiểm tra lại. Đấy là thành công. Đấy. Còn ví dụ như các bạn ví dụ không thích đặt tên ở đây là dbhot, các bạn đặt tên khác cũng đều được, đấy nó không vấn đề. Quan trọng là khi mà mình đưa các cái giá trị này vào cái hàm là MySQL Connect thì mình đưa cái giá trị đấy là nó đúng và nó chuẩn. Đấy, còn nếu mà không không gán thành biến, không gán bằng biến nữa mà chúng ta cho vào đây là localhost rồi các nội dung khác thì cũng đều được. Đấy. Đều được. Thì đấy là cái cú pháp mà thực hiện việc kết nối đến cơ sở dữ liệu. Thì các bạn nhớ cho nó gồm 2 bước. Bước một là các cái thao tác khai báo để kết nối này, sau đó là cái lựa chọn cái cơ sở dữ liệu. Đấy, lựa chọn cơ sở dữ liệu và thực hiện thao tác kết nối. Còn cái phần thứ ba của nó ở đây là cái phần là cài đặt ngôn ngữ cho cái cơ sở dữ liệu. Thì cài đặt ngôn ngữ cho cơ sở dữ liệu thì bằng một cái hàm, đó là hàm MySQL query. Đấy, trong đó chúng ta truyền vào cả hai cái tham số, đó là set name. Đấy, set name ở đây là UTF8. Đấy thì chúng ta sẽ thực hiện như sau. Chúng ta một cái biến là biến biến set name. Set đây là cài đặt và name ở đây là ngôn ngữ đúng không ạ? Name là viết tắt của language, bằng là MySQL query. Lại chuyển vào đây một cái biến này, biến set name, cái giá trị là set name. UTF-8. Đấy, chúng ta kiểm tra. Đấy, nó vẫn được đúng không ạ? Đấy, thì như thế này là chúng ta đã thực hiện việc kết nối và cài đặt cái ngôn ngữ cho cái cơ sở dữ liệu, là ngôn ngữ tiếng Việt cho cơ sở dữ liệu. Đấy, thì cái trong cái bài 1 này thì các bạn nhớ cho là cái việc kết nối đến cơ sở dữ liệu trong cái file qua file PHP này chúng ta thực hiện bằng các cái thao tác là cái cú pháp là MySQL Connect này, với các cái giá trị để chúng ta truyền vào được bằng cái biến và giá trị chúng ta truyền vào như là localhost này, root này và rỗng, được thông thường thì được gắn cho, cách làm hay là gắn cho bằng các cái biến và kết nối đến bằng một cái MySQL Connect bằng cái hàm này, và lại gắn cho bằng một cái biến này, cái biến Connect. Sau khi lựa chọn cơ sở dữ liệu thì chúng ta sẽ truyền cái biến Connect vào đây. Đấy. Đấy thì cái cách làm cái phần là phần này đã là như vậy. Cảm ơn các bạn đã xem video clip của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video clip lần sau.